Nhằm phòng chống COVID-19 tại các nhà tù, cơ quan chức năng đã thả tổng cộng 15.683 tù nhân, tội nhẹ hoặc sắp mãn hạn kể từ tháng 3. Tính đến ngày 6 tháng 8, Mỹ ghi nhận tổng cộng có 4.823.891 ca mắc COVID-19 với 158.256 ca tử vong. Bộ cải tạo bang Arizona cho hay 517 phạm nhân tại nhà tù Weston xét nghiệm dương tính với COVID-19. Những phạm nhân này hiện được giam với nhau tại một khu vực cách biệt, được chăm sóc y tế và chỉ được trở lại khu vực chung khi đã xác nhận khỏi bệnh. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các nhà tù, trại giam tại Mỹ, nơi hiện giam giữ khoảng 2,3 triệu người. Nhiều nơi không thể giữ khoảng cách do các buồng giam đông đúc, trong khi thiếu nhân viên y tế và đồ bảo hộ. Arizona, tiểu bang với 7,3 triệu người, đã ghi nhận hơn 180.000 ca COVID-19, trong đó có 1.429 bệnh nhân trong tù. Trong số các ca tử vong vì COVID-19 tại bang này, đã có 7 trường hợp trong tù. Bang California đã ghi nhận 21 ca tử vong vì COVID-19 trong số các tù nhân, trong đó có 22 trường hợp ở nhà tù San Quentin, nổi tiếng ở phía nam San Francisco. Nhằm phòng chống COVID-19 tại các nhà tù, cơ quan chức năng đã thả tổng cộng 15.683 tù nhân, tội nhẹ hoặc sắp mãn hạn kể từ tháng 3. Tính đến ngày 6 tháng 8, Mỹ ghi nhận tổng cộng 4.823.891 ca mắc COVID-19 với hơn 158.256 ca tử vong và 1.577.851 ca hồi phục.